đây lâu ngày rồi, mười mấy năm rồi, 15 năm rồi không tới Phước Lộc Thọ. Giờ quay lại Phước Lộc Thọ đây. Đây là bên trong Phước Lộc Thọ. Lầu 1 và lầu 2. Đó, Phước Lộc Thọ đằng sau đó. Phước Lộc Thọ đằng sau đó, đây là mấy cái quán ăn nè. Quán ăn đằng trước nè. Quán ăn đó là. Đằng sau là cổng vô. Sau tôi là cổng vô. Còn à, đi và Ngọc Quang nè, Ngọc Quang không? Bên kia cũng Ngọc Quang luôn. Wow, ba cái Ngọc Quang rồi. Bên kia Ngọc Quang. Lầu 1, lầu 2. Lầu 2 bên kia thấy không? Thục Diamonds lầu 2. Đẹp chưa? Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ, Phước Lộc Thọ. Đó. Ace Dental kìa. Fine Jewelry, Jewelry. Oh, trên kia là lầu toàn là vàng không à? Bán vàng, chắc mình phải lên đó mình coi quá. Lầu bán vàng, lầu bán vàng. Đi lên lầu hả Ninh? Muốn mua BB nước gì không? Mua nước nãy đi vô đây có thấy nước gì không? Ồ, hai vợ chồng tôi đi thước Phước Lộc Thọ chơi nè. Xuống chưa? Xuống chưa? Dẫn vợ tôi tới Phước Lộc Thọ. Mới đầu vợ không chịu xuống Phước Lộc Thọ. Tại sao? Hả? Bây giờ vợ muốn đi Hollywood. 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 Nhưng mà giờ hóa ra cũng tới Phước Lộc Thọ được. Ta ơi. Phước Lộc Thọ mà anh quay kiểu như vậy thấy. Có nước mía, ô nước mía kìa. Em muốn bumble tea gì không? Em nè, em muốn ăn gì em không? À, Phước Lộc Thọ vui chưa? Nó nhỏ thôi, ni 2.5 thôi. Dạ. Một miếng lớn hơn em nữa. Em loại nào? Loại này có. Anh không ăn em nhiều đâu. Anh đi mua, anh đi thử ăn đi. Anh mua mỗi thứ một cái, hai loại nem.